du lịch Nha Trang đang sôi động, vậy thì có nên đầu tư vào bất động sản dòng tiền ở trong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hay không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều quý nhà đầu tư dành cho Thanh Vân trong suốt thời gian vừa qua, khi mà ngoài những cái lô đất nền mà nhà đầu tư quan tâm đến thị trường tỉnh Khánh Hòa, thì về cái dòng phân khúc bất động sản dòng tiền từ nhà phố cho đến những cái căn hộ chung cư, đặc biệt là những cái căn hộ dịch vụ apartment, thì rất nhiều người quan tâm nhưng mà chưa biết rằng liệu rằng có tạo được dòng tiền tốt ở trong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa này không? Cùng Thanh Vân lên tìm hiểu nhé. Xin kính chào tất cả mọi người. Thanh Vân Len hiện tại đang có những cái sản phẩm về cho thuê, về dịch vụ cho thuê, và đặc biệt là những cái phiên live stream của Thanh Vân sẽ phân tích về những cái việc mà kinh doanh của nhà phố, căn hộ chung cư, đặc biệt là căn hộ dịch vụ apartment. Với thời tiết hiện nay thì khí hậu các tỉnh đều đang nóng khá là dữ dội. Tuy nhiên thì khí hậu ở thành phố biển Nha Trang, nơi mà Thanh Vân đang quay video cho mọi người xem đây, đang rất là dịu, và thực sự nó có một cái sự dễ chịu hơn hẳn so với những cái thành phố biển khác. Chính vì vậy cho nên là du lịch Nha Trang đang ngày càng có những cái sự sôi động hơn. Điều đó thì kéo theo rất nhiều những nhà đầu tư các nơi đổ về thành phố Nha Trang đầu tư bất động sản dòng tiền, ví dụ như là căn hộ cao cấp, căn hộ nghỉ dưỡng, nhà phố, căn hộ dịch vụ, cả những cái khách sạn. Vậy thì thị trường du lịch ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang như thế nào? Có nên đầu tư vào bất động sản dòng tiền tại khu vực này không? Và nếu như đầu tư ý, thì lợi nhuận nhà đầu tư thu về sẽ là bao nhiêu? Nếu hiểu rõ về hoạt động du lịch sôi động ở tỉnh Khánh Hòa thì quý anh chị có thể nhận ra được là tiềm năng đầu tư bất động sản với lợi nhuận hấp dẫn, cũng như kèm theo đó là triển vọng tăng trưởng trên thị trường. Trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tiềm năng đầu tư bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa trên số liệu kinh doanh du lịch mới nhất nhé. Trong tháng 2 năm 2024, Khánh Hòa đã thu hút hơn 600.000 lượt khách và gần 1,6 triệu ngày lưu trú. Đồng thời thì cái công suất sử dụng phòng luôn luôn là đạt với cái tỷ lệ là 75-80% trở lên. Tổng doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là hơn 4,6 tỷ đồng. Vậy thì đó là một cái con số mà thể hiện rõ về cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường du lịch ở tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là thành phố Nha Trang, một thành phố biển vô cùng xinh đẹp ở tại nơi đây. Đấy là một cái dấu hiệu cho sự tiềm năng phát triển bền vững của một thành phố du lịch biển. Vậy thì có nên đầu tư bất động sản dòng tiền ở tại đây hay không? Và lợi ích của bất động sản dòng tiền như thế nào? Cùng Thanh Vân Len tìm hiểu tiếp nhé. Một cái con số về lợi ích khi mà đầu tư vào bất động sản dòng tiền ở thành phố Nha Trang. Đầu tiên đó là về tiềm năng sinh lời lợi nhuận cao. Bất động sản du lịch thì thường khai thác cho thuê ngắn hạn qua những cái nền tảng đặt phòng trực tiếp, nên là cái tỷ suất sinh lời có thể lên đến 7-10% trên một năm. Cái thứ hai đó là bảo toàn vốn khá là tốt. Sau một cái thời gian sử dụng thì tài sản sẽ được tăng giá trị lên và có thể bán lại để thu hồi về được vốn. Cái thứ ba nữa đó là khả năng tăng giá theo thời gian. Giá trị của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ có cái sự tăng trưởng cùng với cái sự phát triển kinh tế của địa phương và hạ tầng du lịch quanh năm ngày tháng. Thứ tư đó là đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh bị phụ thuộc vào một kênh đầu tư duy nhất. Thứ năm đó là lợi ích khấu trừ thuế, có thể được khấu trừ một phần chi phí hoạt động cũng như là bảo dưỡng tài sản khi nộp thuế. Thứ sáu đó là sinh lời thụ động, cho thuê quản lý qua những cái đơn vị chuyên nghiệp để được hưởng lợi mà không phải mất thời gian để quản lý vận hành. Có một số những cái điểm cần lưu ý khi mà đầu tư vào bất động sản dòng tiền du lịch. Đầu tiên đó là cần lựa chọn về dự án và khu vực tiềm năng để phát triển du lịch lâu dài quanh năm ngày tháng, nằm trong những cái khu quy hoạch phát triển của du lịch địa phương, tránh những cái dự án mà quá tập trung cũng như là dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Cái thứ hai nữa đó là theo dõi sát sao tình cung và cầu trên thị trường, đặc biệt là nguồn cung mới từ những cái dự án khác để điều chỉnh về kế hoạch cũng như là kinh doanh và tránh bão hòa trên thị trường chung. Thứ ba đó là lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp, ví dụ như là cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn qua những cái sàn đặt phòng trực tuyến để tăng cái lợi nhuận, tăng cái tính thanh khoản, hoặc là bán lại khi mà thị trường bất động sản có những cái sự nóng sốt trở lại. Nếu như mà cân nhắc kỹ những cái yếu tố trên thì đầu tư vào bất động sản dòng tiền tại thành phố biển du lịch Nha Trang như thế này thì cái tiềm năng để mà sinh lời vẫn đang là một cái sự tăng trưởng từng ngày 12 tháng quanh năm, và đặc biệt là cuối năm 2024 đến 2025 thì sẽ có một cái sự tăng trưởng vượt bậc. Với cái sự phát triển của du lịch thành phố biển Nha Trang, các dự án bất động sản ở tỉnh Khánh Hòa đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Vị trí thì đắc địa, tiềm năng phát triển của khu vực là một cái yếu tố quan trọng mà khiến cho nhiều nhà đầu tư đang trở thành những cái sự lựa chọn hàng đầu khi mà muốn đầu tư về bất động sản dòng tiền du lịch nghỉ dưỡng. Nếu như quý vị quan tâm đến tiềm năng đầu tư bất động sản dòng tiền ở tại tỉnh Khánh Hòa thì hãy kết nối với Thanh Vân Len nhé. Thanh Vân Len hỗ trợ từ việc mua bán, chuyển nhượng, dịch vụ cho thuê đến những cái bất động sản dòng tiền tại tỉnh Khánh Hòa. Và đừng quên là bấm like cũng như là follow kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về thị trường ở nơi đây nhé.